For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin thời sự mới nhất. Chủ tịch nước, sinh viên là nhân tố quyết định thịnh suy của quốc gia. Sáng ngày 19 tháng 12, Đại hội Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra phiên trọng thể với gần 700 đại biểu tham dự. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định sinh viên Việt Nam là thành phần ưu tú, nhiều tài năng, sáng tạo, có học vấn cao trong lực lượng thanh niên, là trí thức tương lai, nguồn nhân lực quan trọng trong phục vụ cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và cũng là nhân tố quyết định thịnh suy của quốc gia. Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, sinh viên và đề ra nhiều chủ trương để giáo dục, đào tạo, phát huy vai trò to lớn của sinh viên, thanh niên trở thành lực lượng trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Chủ tịch nước đánh giá, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội sinh viên Việt Nam đã có những bước trưởng thành vượt bậc, tổ chức nhiều phong trào, chương trình sôi nổi, sáng tạo, thiết thực, phát huy trí tuệ, lòng nhiệt huyết, tinh thần xung kích của sinh viên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các phong trào, hoạt động, Hội sinh viên Việt Nam không chỉ tập hợp đoàn kết sinh viên trong nước mà còn cả lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài. Tôi vui mừng khi thấy thế hệ sinh viên ngày nay rất giỏi giang, tư duy sắc bén. Nhiều cán bộ hội, sinh viên tiêu biểu được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói. Bên cạnh thành tích đạt được, Chủ tịch nước cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác hội và phong trào sinh viên. Đó là những biểu hiện đáng lo ngại trong một bộ phận sinh viên như mục tiêu động cơ học tập không rõ, chưa xác định được rõ tâm thế của bản thân trong hành trình phát triển của đất nước. Một bộ phận sinh viên thiếu ý chí vươn lên, giao tiếp và hành xử còn có biểu hiện lệch lạc hay chưa chủ động tự trang bị kiến thức, trau dồi kỹ năng, nghề nghiệp, kỹ năng hội nhập. Ngoài ra vẫn còn tình trạng một số sinh viên vi phạm pháp luật, sa vào tệ nạn xã hội. Theo đó, mỗi sinh viên cần bước vào hành trình lập nghiệp với hành trang không chỉ là kiến thức, là kỹ năng chuyên môn mà còn là truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, là giá trị cao đẹp của văn hóa Việt Nam. Tinh thần đại nghĩa chí nhân của một dân tộc luôn yêu chuộng hòa bình, hòa hiếu, hữu nghị và tôn trọng các dân tộc khác. Theo Chủ tịch nước, sinh viên cần xác định nhiệm vụ quan trọng nhất của mình là học tập. Chỉ có học thật tốt mới trở thành người tài, nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước và tạo lập sự nghiệp cho bản thân. Bên cạnh đó, hội sinh viên cần phải tạo môi trường học tập và nghiên cứu khoa học, cổ vũ, giúp đỡ, định hướng cho sinh viên có nhận thức, thái độ học tập đúng đắn, học thật, thi thật, học để làm người, để phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, học để lý giải và giải quyết được những vấn đề cuộc sống đang đặt ra. Các phong trào, chương trình hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học của hội phải được xây dựng trên nền tảng, phát huy vai trò chủ thể của sinh viên, giúp sinh viên tự xác định được động cơ, mục đích học đúng đắn từ lòng yêu nước và tình yêu nghề nghiệp. Sinh viên, những trí thức trẻ trong tương lai phải là những người làm chủ tri thức, làm chủ công nghệ. Ngoài ra, hội sinh viên phải chú trọng giáo dục đạo đức, hoàn thiện nhân cách, năng lực sáng tạo, ý thức trách nhiệm xã hội cho sinh viên. Tổ chức định hướng cho sinh viên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hoạt động do hội sinh viên tổ chức phải có bản sắc riêng, thấm đậm tinh thần sinh viên, trẻ trung, sôi nổi và sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến, tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị đối với hội sinh viên Việt Nam, nhất là tăng cường định hướng, hỗ trợ cho phong trào sinh viên và xây dựng tổ chức hội. Tới đây, bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.